Xin chào tất cả anh em mình nhé, em chào mừng anh em bà con đến với kênh Nếp Sắt Đất Thắng nha bà con. Hôm nay chưa đặt chi tiêu bà con ơi, nhắc này 1, 2, 3, 4 dương mới độ đây, cái này chưa được hưởng, để em gắn quay thêm vài cái, nó nhờ anh em bà con mình ủng hộ đăng em được vợ em nó thưởng anh em. Kiếm máy nào bán lỗ cho bà con mình cái ơi, 2 cái mới đủ anh em ơi, từ 6 cái vô lên vợ nó mới thưởng. Thưởng cái này chắc thời gian nó xanh xương vàng giọt. Anh em không biết làm sao chứ mà em thấy thưởng hoài chắc thời gian chắc chết quá. Còn khoái Như nghe Như cười tẩm tẩm này. Mấy thằng không có biết, không có vợ biết cái gì đâu mà cười, không biết nữa. Biết gì không? Hả? Biết gì không? Không biết cho nên cười ké chứ có gì đâu. Cái trò kì ké giùm chính. Dạ. Ủa? Không, ba gọi con gọi chân này con dọn đường chân đó, con tắm là con đi điện đó. Má lại bác ơi. Dạ con biết mà, con dọn đường chân đó. Rồi bây giờ em lên tiếp cho anh em một cái con này. Con này con gì đây, con này cũng chưa rửa gáy gì hết. Cái này làm kiếm máy đang cho anh em bà con chốt đang được vợ nó thưởng rồi. Sắc sức được hưởng gần quá rồi. Cái này văn ma tết 70. Cái này nó thật sự với anh em là hoàn toàn là chưa chùi rửa, chưa kem phấn, chưa có sức kem á. Nói chung là em nói thật sự với anh em như chưa có sức kem gì chứ. Con lấy cho kem ạt xe mới qua con xịt cái máy này coi. Nó để bển rồi. Kem màu đỏ. Tụi em sức kem phấn công khai cái máy này cho anh em và con cô bác mình coi nha. Đúng rồi. Cái này là văn má tết 70, tình trạng là nó nguyên zin luôn anh em, nguyên si, không có đụng chạm, không có gì hết trơn á. Ngoại hình thì nó đỏ, kem phấn của tụi em đó là xịt lên dầu xịt đẹp 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 đẹp. Ngoại hình thì máy nó vô dạng sùng sồn anh em ơi, nhưng mà này được có một cái là giá thành nó rẻ, cái thứ hai nữa là anh em bơm nước nó rất là mạnh, bị nó bê tông nó 80 ly lận. Rồi, nhiêu được rồi con ơi, sức nhiêu kem được rồi, để dành mình sức cái máy khác. Ngoại hình thì cái máy nó về đây, nó thiếu cái bàn giao phía ngoài nha anh em. Thiếu phía ngoài, nó còn cây ra không mà cái bàn nó mất tiêu rồi. Còn này cái dấu lem lướt là nghĩ là do bị sơn phủ nè. Còn máy thì nó được con cái là nó nguyên si anh em ơi. Nó nguyên si. Ngoại hình thì tụi em chỉ xịt dầu thôi chứ không có xịt nước, không có rửa gáy gì chứ. Bởi anh em nhìn nó hơi xấu, nó hơi dơ ha. Nhưng mà được con cái là những cái gì mà em nói anh em nó xấu là nó dễ xài nha mày, giống như em xấu vậy nè, giờ em nó dễ xài dễ sai lắm. Mày hét một tiếng em làm mất tiền rồi, em đâu có dám cãi với nó đâu, không có dám hò hèn gì chứ, bởi vì khổ vậy đó. Vì nó chưa có vợ thì em nó gắn tận hưởng những ngày mà độc thân thôi. Như ơi, có vợ rồi nó khổ dữ lắm em. Anh em thấy vậy chứ ban ngày không dám ho chứ tối vô này chết với anh. Chết với anh, năn nỉ không chết với anh. Rồi ngoại hình đi máy nó gì nên em ơi, ở sau nó còn rất là ken nha anh em. Tuy mặt trước nó không được đẹp, người ta xịt phủ thôi. Chứ nhưng mà cái máy này em nhìn thấy là cái góc độ của em đánh giá là cái máy này nó còn rất yên. Em chưa nghe tiếng nó chạy luôn á. Ai như em phan đập đồ như đợi anh tí như vậy. Cái số series của máy này là 003.0 280. Trời ơi không nhiều quá vậy ba. Nhiều không vậy? Còn cái phá nước này nó còn hơi gịnh gịnh nè. Này chắc chưa nghe tâm nữa. Cái này là cái cục để mà nó tăng đưa anh em ơi. Cục tăng đưa nhưng mà nó phát điện có đèn nè. Nhưng mà em nhìn thấy cái này không thấy con dây cugo, chắc có lẽ là do người ta không có nhu cầu xài, người ta lột dây cugo nè. Chứ máy này chạy nước nó có cục này thì nó kéo qua cái này nè. Bô lửa bô e nó còn nguyên xiên anh em. Bô ly thì nó còn zin theo máy luôn nè, nó còn dàn nín nè. Còn dàn nín nè. Nhưng cái máy nhìn nó không được đẹp. Để em coi thùng dầu nó coi. Gán kiếm bà con kiếm chốt được 2 cái nó là được vợ thưởng nữa. Cái này khá đẹp chứ không đẹp lắm em ơi, cái này tương đối rồi, trên lên lớp chút. Cái này nó còn màu sơn đây nè. Cái này là nguyên zin nha. Còn nhờ con trai tới hàng giùm bác ơi.
đây phố nè. Con mắt đây không? Té hò luôn rồi. Này hút thuốc nó chia nhau dữ à. Ôi ôi. Anh nói rồi, anh nói những tướng mấy này làm biết nó ngon anh em ơi. Nhìn, nhìn cái tướng nó xấu xấu gì chứ mà mấy chị chắc có trái đèn này dở rồi. Trái đèn này nó bò ốc nó muốn xúc rồi nè. Nó muốn xúc này bởi nó lỏng lỏng rồi. Cái mở ra chùi cho bà con hả? Ơi mở ra nó xịt. Mở ra nó xịt, nó xịt, nó xịt, nó xịt. Thử ra nghe giả ngang quá thôi đi. Em luôn luôn nè, không có gì đâu nè. Cái này nó tiêu à. Rồi giá đẹp chưa? Cái này chưa giết. Mở ra chùi cho báo nhớt cho bà con mình. Thôi thôi, báo nhớt rồi tốt. Dữ dằn trời. Báo nhớt mình giữ luôn. Giữ luôn hả? Rồi em đắt đi. Giữ á. Em nghe hết ra, rồi mới ra lớn mà. Thử máy móc hết da, hết da cho anh em mình coi biết cái độ dữ quá nè. Máy này cũng nói lắm. Nó quen coi nó còn ngon. Lao hơn rồi, nó không quen. Cũ cũ vậy chứ nó còn ngon chứ không. Máy này tiếng mình ru. Đúng rồi, máy này ru. Nhìn nước sơn cũ vậy chứ bảo đảm anh em máy này tịch. À, cái máy nãy nó hú gì đó. Thì cái máy này nè, thực sự nó chắc mà. Có đó khoan nó làm nữa không hay làm nữa sợ mua bu ly không có thì không làm tốn tiền uổng. Bây giờ khoan đừng can thiệp tim. Can thiệp tim rồi nữa nhưng mà không lấy thì ba con sẽ ngại với chú. Rồi tạm thời ngưng cái đó đi. Kêu cha ra ngoài đây mua cái máy sới đi bắt hắn mừng lắm chứ đừng có chế độ bắt hắn không khoái. Anh em nghe tiếng máy thấy sao anh em? Tự công nhận anh em ha. Anh em đã chạy cái dòng hết hết rồi người anh em cũng hiểu ha. Nó làm đi nó chạy vậy anh em mà anh em à. Con bóng này đi nè mấy đứa nó chỉ chùi nó xịt thôi. Cái này chưa chùi nó chùi vô cái. Không có chùi nó mấy đứa nó chùi chào không đó. Cái này mà em nói thiệt chứ anh em về bàn tay em nó trắng nữa anh em. Đẹp nữa. Về bàn tay em à? Ừ. Sao bữa nay nhìn mặt em điếu vậy? Chứ mà người sáng giờ nghĩ con máy rồi nó giật tơ tả te tu hết trơn rồi. Ủa máy gầm tiền. Anh em coi nè, không có này nè, giờ coi nè ha. Ê, có quay nó còn mới nè, thấy không nè. À, trong nó còn mới nè. À, mấy đứa nó trong này nó còn không xịt ra nữa nè anh em, trời ơi. Nè. Để em giết cho anh em cục nọ, nó cục cỡ này nè anh em. Còn giữ dần luôn. Quan trọng là tiếng máy chất thôi. Còn tiếng máy thì quá chất rồi, máy này không chê cho nào đâu chứ. À, nhờ quay thử một cái nữa, cái này, này mở ra cho mở ra chùi cái bong bóng này dữ lắm đã. Để đi nữa mình chùi cho anh em thôi, cho anh em cho nó mới. Có giá đèn nó kêu chắc nữa lột cái giá đèn ra nha. Cái này là bỏ đại đi em ơi, cái đèn không có lắp ốc cái này dài. Mất hai con cái này à. Mất ốc nè. Ừ, mất ốc cái đứa em nó cái cháy giữa con à. Mất ốc á. Mày thì chắc dữ lắm chắc. Nó không biết không. Mày này phải nói là anh em nghe tiếng máy anh em nhận xét nè. Máy này là nó là đúng máy chưa rơi chưa lắc gì hết. Không máy này rồi còn dũng dữ gần cảnh đó. Không phải đấy. Máy mày không là liền. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha. Máy này cực kỳ chất. Anh em nào mà không cần lông lá nói chung là vàng áo không quan trọng ha. Thì cái máy này em bảo đảm anh em không cơ không gơ đồ. Bảo đảm anh em là đồ nó chuẩn chắc luôn. Này em bán anh em là 4 triệu ha. Còn phí ship của máy này là 400 ngàn. Anh em nào làm được hú em nha. Cái này nè anh em. Nhớ cái nào ngoài tay nó kìa nè em. Này vuốt qua nhẹ cho anh em nè. Nhớ còn gì không nè. Nhớ nhạt luôn. Ừ. Cây cốt mà không em coi mình có rút ra cây cốt em coi cái lốc máy vô đó lốc máy anh đem ra ngoài gì đó nó tự động hả rồi. Ừ. Rồi em xin báo giá lại lần nữa cho anh em mình ha máy này em bán anh em là 4 triệu phí ship 400 nghìn anh em.
máy cực kỳ chất lượng, khẳng định 100% với anh em là nghe cái độ mà cái tiếng máy ha. 4 triệu rẻ đi sáng nhiều lắm anh em, nói nè em dám nói em làm thợ anh ăn chốc đi, sẽ không làm đâu. Là so với giá D6 thì nó rẻ hơn D6 tới 500 mấy. Nhưng mà máy được con cái máy nó chất lượng anh em ơi. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Anh em nào làm được hú em. Chào anh em.